Xin chào các bạn đã đến với kênh Món Ngon Cô My. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cách làm bánh bò xốp từ khoai lang tím. Bánh bò khoai lang tím thì có màu sắc vô cùng đẹp mắt, bánh mềm, rất là thơm luôn. Bánh còn có vị ngọt từ nước cốt dừa, một chút vị đặc trưng của khoai lang tím. Các bạn hãy cùng làm với mình nhé. Đầu tiên thì mình đã chuẩn bị 150g khoai lang tím. Khoai lang khi mua về mình đã gọt vỏ, sau đó mình rửa cho sạch rồi. Tiếp theo thì mình có là 150g bột gạo tẻ, thêm 30g bột năng. Tiếp theo mình có 3g men nở khô, 100g đường, 150ml nước cốt dừa, 1/3 muỗng nhỏ muối. Cuối cùng là ống vani. Khoai lang này thì mình sẽ đem đi hấp. Nhưng mà trước khi hấp để cho nó nhanh hơn thì mình sẽ cắt nhỏ ra. Còn nếu không thì các bạn để nguyên củ mình hấp cũng được. Nhưng mà hấp nó hơi lâu đó. Mình sẽ hấp khoai lang cho đến khi khoai lang mềm, trong vòng khoảng 10 phút đó các bạn. Nếu như các bạn không có nồi hấp thì mình có thể cho khoai lang vào tô rồi mình hấp cách thủy. Vậy là khoai lang đã hấp được 10 phút rồi. Để kiểm tra thì các bạn có thể dùng đũa mình xăm thử vào khoai lang. Nếu như thấy mềm rồi á thì mình sẽ đem ra ngoài. Tiếp tục á thì mình sẽ tán nhuyễn khoai lang. Nhưng lúc khoai lang còn nóng á thì mình sẽ tán nó dễ hơn lúc khoai lang nguội nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ cho bột vào. Đây là men nở. Các bạn có thể mua ở các lò bánh mì hoặc là trên Shopee hay Lazada đều có bán. Đường thì các bạn có thể tăng giảm để vừa với khẩu vị của gia đình mình. Mình sẽ trộn lên cho bột nó đều. Tiếp theo, mình cho 150ml nước lọc vào. Mình cho từ từ thôi các bạn. Tại vì tùy theo loại bột mà lượng nước nó khác nhau, cho nên các bạn hãy điều chỉnh cho nó phù hợp. Bây giờ mình sẽ đậy nắp lại, rồi ủ bột trong vòng 1 tiếng, cho bột nó nở nha các bạn. Bột mình ủ được 1 tiếng rồi nha các bạn. Bây giờ nó nở lên rồi đó. Lúc nãy bột của mình có gần nửa thao thôi, bây giờ nó dậy lên gần 1 thao luôn rồi. Các bạn thấy bột của mình nó xốp như vậy là được rồi đó. Tiếp theo, mình cho 150ml nước cốt dừa vào. Mình sẽ trộn cho nó đều lên. Bây giờ mình sẽ lượt bột qua rây để có thể loại bỏ những cái lợn còn của bột với lại mấy cái phần xơ của khoai lang đó. Sau khi lượt bột xong thì mình sẽ đậy nắp lại rồi ủ bột thêm 40 phút nữa. Bột mình đã ủ thêm 40 phút nữa rồi. Để xem bột đã đạt chưa thì các bạn hãy nhìn bột nè. Nó nổi lên rất là nhiều bọt khí luôn. Giờ mình cho vani vào cho nó thơm nha các bạn. Rồi mình sẽ trộn đều lên. Bột thì bây giờ cũng đã xong rồi. Mình chuẩn bị đi đổ bánh là được rồi đó các bạn. Mình sẽ quét chậu ăn vào khuôn á, lấy bánh ra nó sẽ dễ hơn. Nhà các bạn có khuôn nào thì mình làm khuôn đó. Ở đây mình có mấy cái chén nhỏ nhỏ xinh xinh như vậy nè, cho nên mình sẽ đổ bánh vào đây nhé.
Đầu tiên thì mình sẽ hấp khuôn trong vòng 2 phút cho khuôn nó nóng trước. Sau 2 phút mình hạ xuống mức lửa nhỏ, rồi mình cho bột vào. Mình có bọc thêm cái khăn để hơi nước nó không có nhiễu vào bánh của mình. Lúc này mình sẽ bật mức lửa lớn và hấp bánh trong vòng 15 phút. Bánh cũng đã chín rồi đó các bạn. Mình dở nắp ra cái mùi rất là thơm luôn. Để chắc chắn hơn thì các bạn có thể dùng tăm mình xăm qua bánh. Nếu như tăm không dính bột nữa thì bánh đã chín rồi. Bây giờ mình sẽ tắt bếp và mình đem ra ngoài. Bây giờ mình sẽ lấy bánh ra ngoài. Bánh rất là dễ lấy luôn đó các bạn. Lấy rất là nhanh, rất là dễ luôn. Bánh thì mềm, xốp. Màu sắc của khoai lang tím thì vô cùng đẹp mắt luôn. Nhìn thôi là đã muốn ăn rồi đó. Vậy là mình đã có một dĩa bánh bò khoai lang tím rồi nè các bạn. Cách làm thì cũng rất là đơn giản luôn, nguyên liệu thì cũng rất là dễ tìm. Chỉ với một vài bước thì mình đã có ngay một dĩa bánh bò khoai lang tím rất ngon và đẹp mắt luôn. Bánh bò khi làm ra thì mềm, xốp, có mùi rất là thơm và màu sắc thì rất là đẹp mắt luôn. Các bạn hãy thử nhé, để có thể chia đãi cho mọi người trong gia đình của mình. Mình mời các bạn nhé. Bánh bò khoai lang tím đẹp mắt, có mùi thơm nức mũi, bánh thì mềm xốp. Khi ăn thì có thể cảm nhận được vị béo ngọt của nước cốt dừa, một chút vị đặc trưng từ khoai lang tím. Ăn cực kỳ là ngon miệng luôn. Vậy là video của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Và nếu hay thì hãy cho mình một lượt like, một lượt đăng ký và ấn vào nút chuông để có thể nhận thông báo về những video sau của mình sớm nhất. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.